Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em là Liễu và các bạn ạ. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu của mình. Hôm nay em đang bán một ít kiếm. Mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em theo số điện thoại 0989037668. Em bán hàng không có ship nhé. Em sẽ gửi hàng qua bưu điện gửi nhanh cho các bác. Em bán vài cái tép vàng Tây Ninh và tay ta một chậu nhỏ thôi, vừa được 4 hình thôi ạ. Đây mà hoa lá từ 3 sen trở lên nhé các bác. Đây là hình số 1. Quy cách thì gồm có hai thân trưởng thành, cây lá láng với một măng. Măng cao gần 10 sen rồi. Đây. Cây tơ tít rất đẹp nhá. Em bán 3,7 triệu cho hình số 1 ạ. Tiếp theo hình số 2. Quy cách của nó là một mẹ một măng. Đây. Em bán 2 triệu cho hình số 2 nhé các bác. Tiếp theo là hình số 3, em bán 1,5 triệu. Nó là cái hướng trong. Thân già thì em để nuôi rồi. Cái này là hướng trong nhá. Nó là hai nhát cắt, không có mắt ngủ ngoài. 1,5 triệu. Tiếp theo là hình cuối cùng là hình số 4. Em bán với giá 1,7 triệu. Cây tơ đây, gái 16 chưa đẻ luôn nhá. 1,7 triệu ạ. Đây là mặt hoa tuyết ngọc kiếm nha các bác. Hoa rất đẹp. Là cây kiếm đột biến thuộc dòng kiếm lô hội, được mệnh danh là mặt hoa quốc dân. Hoa thì đẹp mà giá thì cũng mềm mại. Em chưa tách đâu, vì bác nào tách, bác nào gọi lấy thì em sẽ tách. Dạ. 600.000 một tép nha các bác. Tuyết ngọc kiếm. Như chậu này gồm có 4 tép. Em sẽ bán 600 một tép ạ. Còn bác nào lấy cả chậu thì em lấy 2,2 triệu nhé. Vàng kính bầu Hải Phòng ạ. Vàng kính bầu Hải Phòng 300.000 một tép nhé các bác. 300.000 là hướng ngoài, có mắt ngủ, có mầm. Còn cái hướng trong của nó em chỉ bán 250.000 thôi. Đây. Mặt hoa vàng kính bầu Hải Phòng nhé các bác. Đẹp họa. Các bác muốn lấy vàng kính bầu Hải Phòng hay là tuyết ngọc mua theo chậu thì cứ alo cho em nhé. Mua bao nhiêu cũng có. Đây. Vì là nhà em trồng toàn lô hội mà. Toàn lô hội đột biến là nhiều. Nó hợp cái tiểu khí hậu. Đây một chậu vàng Tây Ninh nữa này. Vườn của nhà em.
Gốc dưới này là lô hội đột biến. Còn ở đây thì lắt nhắt mấy cái chậu. Cái này kim long, vị hoàng, vị hoàng. Hoàng tên Ninh. Côn trùng chích em bôi vôi bột vào. Vô thường kiếm. Vị hoàng. Mấy hôm nay trời mưa quá nên em toàn táng nước vôi vào. Cái này sinh Huế. Sinh Huế. Sinh Huế này. Sinh Huế này. Còn ở trong kia thì cũng nhiều loại. Thế các bác có nhu cầu mua loại gì thì alo ủng hộ cho em nhé. Em sẽ ghi số điện thoại vào cái video. Cây cũng bán đi nhiều rồi nhưng mà vẫn còn đủ bán một thời gian nữa. Tối rồi hình ra quay nó bị mờ quá các bác nhỉ. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Các nào có nhu cầu mua loại nào thì alo cho em nhé. Chào các bác ạ.